chấm 3 của tác phẩm tiếp theo được làm trên chất liệu là gỗ cẩm. Tác phẩm hàng hoàn toàn nghiền khối và khôi gỗ rất là nặng luôn nhá. Khôi này phải nặng lên đến tầm 15-20 cân. Rất là nặng. Hàng gỗ cẩm. 15 cân nhá. Hàng gỗ cẩm thì các bác yên tâm là cái chất gỗ cẩm có bao nhiêu, có những cái phôi gỗ người ta lớn người ta còn làm cả sập ngồi nó rất là đẹp luôn, sập ngồi nó chắc chắn và mùa hè ngồi thì mát mà sờ vào rất là mịn và đường vân thì đẹp. Đối với những phôi nhỏ này thì bên chúng tôi có làm đó là tạo thành những cái pho tượng rất là đẹp luôn. Đấy, cái pho tượng này là Di Lặc đứng ở trên một cái bị tiền rất lớn các bác nhé. Bị tiền này cũng gần to bằng ngài Phật Di Lặc luôn. Đấy, chia đôi nửa ra rất là đẹp nhé. Món này thì chỉ có một chú tử đồng thôi và ngài thì ngài không có vác hành đào mà ngài vác được như ý các bác nhá. Rất là đẹp luôn và chúng ta sẽ cùng nhau đi về cái đường vân của gỗ trước, sau rồi sẽ đi chi tiết về nét đục các bác nhá. Đấy. À, cái phần này ấy, đây là cái phần vân của gỗ cẩm đấy các bác ơi. Một cái phần bình mà tiết diện phẳng ấy thì chúng ta nhìn rõ được cái chi tiết vân gỗ ở trên cái bề mặt luôn. Thì vẫn như những cái dòng gỗ khác thôi, thì tôm gỗ là tôm gỗ nhỏ và mịn. Đấy, cái dòng gỗ cẩm này là dòng gỗ quý, nó không giống như cái dòng thông thường các bác nhá. Và săn được một phôi gỗ cẩm này thì vô cùng là khó khăn. Đấy, chúng ta nhìn thấy những đường vân gỗ cẩm nó không giống bất kỳ vân gỗ nào luôn. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Nhiều bác chơi gỗ là các bác lại muốn theo dõi ngắm đường vân cơ. Đấy, nhiều bác còn chơi mấy hàng lũa, không cần độc gì các bác vẫn thích nhá. Đây bị tiền đằng sau đây. Đây. Vâng, rất là chi tiết cho các bác về đường vân các bác nhá. Gỗ cẩm này các bác dùng thì một cái điều rất là hay đó là không có bị cong các bác, không có bị cong, không có bị vênh này và không mối mọt cho các bác nhá. Vì chất liệu gỗ cẩm này chất liệu gỗ rất là cứng này. Và đặc biệt là cái hương của cái gỗ cẩm này nó sẽ tránh được cái mối mọt. Này thì đang đứng này các bạn, thần thái đang đứng đấy ạ. Đứng và bên này có một cái chú tiền rất là lớn này. Này đặt tay lên, có một chú tiểu đồng đứng trên này. Thì tiểu đồng này xuất hiện sẽ có một ý nghĩa đó là nhất phúc nhé. Chào 15 bác làm theo dõi nhé. Đấy, và ngài vác một cái gậy bị ý này. Gậy bị ý này đục chặt thì rất kỹ luôn. Đằng sau là hình chị nón thôi. Và bên này cũng là đường nét đục. Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn thì các bác thấy được cái đường nét nhé. Đây. Gỗ cẩm thì luôn luôn có cái màu sắc như vậy rồi các bác nhé. Đấy. Rất đẹp này. Bụng đường và áo táo này. Đấy, và em chia sẻ vừa qua nhà mình cái tác phẩm này và cái kích thước nhé. Các bạn sẽ ghi kích thước lên trên màn hình cho các bác nhà mình. Chiều cao tổng thể của tác phẩm là 72. Chiều rộng là... Các bạn chia sẻ với các bác nhà mình là chiều rộng là 26. Và cái phôi gỗ này thì chiều sâu rất là sâu luôn. Chiều sâu lên đến 30. 72 nhân cho 26 và nhân cho 30. Một phôi gỗ liền nặng từ mặt trước cho đến mặt sau. Đấy, các bác nhà mình hãy ngắm nhìn cho em cả mặt trước và mặt sau với cái tác phẩm này nhá. Một cái tác phẩm phôi gỗ cẩm mà hàn nặng lên đến 20-25 cân. Đấy, em chỉ áng thế thôi chứ còn thực sự là cân thực tế em không biết là bao nhiêu. Nhưng mà rất là nặng nhá, một cái phôi gỗ rất là nặng luôn. Em phải biết cố mới lên được trên bàn live. Vâng ạ, 12 bác đang xem live stream rồi. Với cái tác phẩm này thì chia sẻ với bác nhà mình là bên em cũng sẽ sell giá sụt sàn cho các bác nhé. Vâng, check giá liên miết cho các bác nhà mình để xem bác nào mà hữu duyên, thiện trí thì có thể là sở hữu những cái tác phẩm này cho em nhé. Chào shop lâu lắm rồi, hôm nay mới qua lại. Ok, chào anh Tướng lên đài nhé. Tướng lên đài. Chào anh Vân. À, bác bảo xem đế ạ. Vâng, thế là check cần đế cho bác nhé. Vâng, em xin chào bác Anh Khang, xin chào bác khách hàng rất là mới với đội ngũ Văn Sáu. Xin chào bác Đặng Văn Lâm nhé. Nhiều khách hàng rất là quan tâm đến đội ngũ Văn Sáu đấy ạ. Nhiều bác thắc mắc là không biết là bên ngoài phun gỗ cẩm bên trong có phải gỗ cẩm hay không, thì bên em check cho các bác phần đế nhé.
đây hàng là hàng đặc của chất liệu gỗ cẩm luôn. Đấy, đây là phần ngoài là phần giáp của gỗ. Đây, tầm gỗ rất đẹp các bạn. Vâng, em xin chào bác Ngô Quang Kiên, lâu lắm rồi mới nhìn thấy bác Ngô Quang Kiên vào like. Đấy, các bác mình có vào like thì cứ cho em những lượt comment bình luận để có thể là chào hỏi trực tiếp các bác của mình nhé. Đấy, với cái tác phẩm trên bàn like thì đang chia sẻ với các bác là một tác phẩm gỗ cẩm và có cái chiều cao là 72, chiều rộng 26 và chiều sâu của tác phẩm là 30. Đấy, các bác nhà mình đang muốn tham khảo với những cái tác phẩm này thì hôm nay bên em đang sale giá sập sàn cho các bác luôn. Đấy, hãy check giá và sẽ báo giá cho các bác mình nhé. Hôm nay em sẽ xả tất cả các mặt hàng luôn đấy ạ. Đấy, mẫu này thì giá bên em nên biết này, 7 triệu các bác nhá. Mẫu này giảm mạnh cho các bác một chút các bác nhá. Vâng ạ, với cái tác phẩm gỗ cẩm này thì chia sẻ với các bác là giá niêm yết là 7 triệu đồng. Và trong buổi live stream trưa ngày hôm nay cũng là 16, gần như là một cái nửa tháng của cái tháng 10 đã qua đi rồi. Và tiếp theo là một cái nửa tháng cuối tháng tiếp theo nhá. Chia sẻ với các bác sẽ giao lưu là giá thành còn 5 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, xả mạnh cho các bác của mình luôn. 5 triệu 500 nghìn đồng và sẽ bao gồm phí vận chuyển cho các bác của mình đến tận nơi. Kiểm tra hàng, đúng chất liệu, đúng với cái sản phẩm bên em giới thiệu. Thì các bác thanh toán tiền bên đồ của 36 nhá. Đấy, xả mạnh tay luôn đấy ạ. Vâng ạ, các bác nhà mình mà đang muốn sở hữu một vài những tác phẩm sự với các bác là những hàng gỗ cẩm thì nó cũng là dòng VIP rồi, không phải là cái dòng gỗ bình thường nữa. Nên các bác nhà mình mà đang yêu mến dòng gỗ cẩm thì hãy ngóng nhìn cho em tác phẩm này nhá. Một ngày di lạc phát một cái chiếc gậy như ý. Bên cạnh là vâng ạ, xin cảm ơn bác Thanh Niu rất là nhiều. Bên cạnh là một cái vũ tiền và bên dưới là một cái bao tiền rất là to. Đấy, chiều cao tổng thể thì chia sẻ với bác là lên đến 72. Giá thành là 5 triệu 500 nghìn đồng ạ. Chào Ngô Hoàng Kiên nhé. Đấy thì mẫu này từ 7 triệu xuống còn 5 triệu rưỡi rồi. Ok, vâng ạ, 5 triệu 500 nghìn đồng cho bác nhé. Bác ở nhà bác Ngô Quang Kiên đã có di lạc gỗ cẩm chưa ạ? Bác Thanh Lưu ạ, có di lạc chưa? Anh Tướng Liên Đài. Anh Tướng Liên Đài chắc là nhà cũng có, chắc cũng có mấy kho di lạc đúng không ạ? Vâng, một cái tên rất là hay luôn đấy ạ. Tướng Liên Đài. Ok nhá, tiếp theo thì bên em sẽ xuống mẫu này và lên rất nhiều các mẫu khác thì bên em chủ yếu lên những cái mẫu sale cho các bác nhá. Vâng, bên em sẽ xuống tác phẩm này lên cho các bác một tác phẩm long